Xin chào các bạn đã quay trở lại với Minh Vũ Tech Review. Dạo gần đây có khá nhiều bạn nhắn tin cho bên mình hỏi là em là sinh viên ngành kinh tế thì em nên dùng chiếc laptop nào cho phù hợp. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một clip để giải thích này, tư vấn cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế toàn tập về một chiếc laptop phù hợp nhất với ngành học cũng như là công việc của các bạn ngay sau này. Với đặc điểm thứ nhất là tiêu chí sự nhỏ gọn. Các môn học của sinh viên ngành kinh tế thì hay phải di chuyển nhiều này. Và mình đoán như vậy, không biết là các bạn có thể di chuyển nhiều hay không, nhưng mà mình nghĩ là tiêu chí đầu tiên cần thiết đó là sự nhỏ gọn. Bởi vì thiết kế đẹp này, gọn gàng này, mỏng và nhẹ có thể giúp các bạn chủ động trong việc đi lại này, tự tin khi mà lên thuyết trình này. Bên cạnh đó thì thiết kế gọn gàng và bắt mắt để thi thoảng các bạn còn tiện cầm đi cà phê, đúng không nào? Và những chiếc laptop như là chiếc ThinkPad T440S, Dell Latitude 7440 hay là dòng HP EliteBook 840G1. Và những chiếc này thì có giá khoảng dưới 8 triệu đồng. Và nếu các bạn cần biết chi tiết hơn thì có thể vào website minhvu.vn để tham khảo thêm. Và nếu những bạn nào có điều kiện hơn thì có thể cân nhắc những mã trên 10 triệu như là HP EliteBook 840G3, Dell Latitude E7450 hay là ThinkPad T450S. Và tiếp tục, tiêu chí thứ hai đó là chiếc laptop cần phải có một màn hình đẹp. Và do lúc học thì mình cần phải nhìn vào màn hình nhiều giờ, nên là những chiếc laptop cần phải có màn hình độ phân giải cao sẽ giúp khả năng bảo vệ mắt và còn giúp cho bạn có những cái nhìn rõ nét nhất. Và với màn hình đẹp thì có lẽ là giúp nhu cầu giải trí cơ bản như là xem phim, lướt web hay là chơi game có những trải nghiệm tốt nhất. Và theo như mình hiện nay thì các bạn nên chọn cho mình một chiếc màn Full HD 1920x1080 pixel trở lên. Bởi vì những màn có độ phân giải HD 1366x768 thì thỉnh thoảng sẽ có những điểm ảnh bị rỗ này, hình ảnh không được sắc nét, sẽ khiến cho góc nhìn của các bạn ảnh hưởng đến việc sử dụng máy. Hiện tại thì mình có tham khảo được ở laptop Minh Vũ có những mã như là Dell Latitude 7450 này, HP Folio 1040G1 và ngay trên bàn mình đây, chiếc Dell Latitude 7440 giá thành chỉ dưới 10 triệu, rất vừa túi tiền với các bạn sinh viên. Tiếp theo thì tiêu chí thứ ba mà mình nghĩ là các bạn cần thiết đó là cấu hình đủ mạnh một chút. Theo như mình được biết thì ngành kinh tế này sẽ không đòi hỏi quá cao về hiệu năng của máy tính. Các công việc của ngành này chủ yếu là sử dụng các tác vụ nhẹ, cơ bản và tính toán đơn giản. Và với công việc phù hợp với ngành kinh tế như vậy thì lựa chọn chip xử lý i5, dòng chip U tiết kiệm điện năng hay là RAM 4GB sẽ là vừa với túi tiền của các bạn mà lại rất hợp lý. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng sắm cho mình một ổ SSD không cần dung lượng quá lớn, bởi vì việc mà các bạn sử dụng ổ SSD sẽ khiến cho tốc độ khởi động máy cũng như là tốc độ xuất dữ liệu nhanh hơn nhiều so với ổ HDD. Và nếu như ổ HDD với việc khởi động lại máy sẽ khiến các bạn mất khoảng 30 giây đến 1 phút, thì với ổ SSD các bạn chỉ mất khoảng 15 đến 20 giây để khởi động máy mà thôi. Và nếu những bạn nào có nhu cầu học thêm về thiết kế đồ họa thì hãy chọn cho mình một cấu hình i7 mạnh mẽ và RAM 8GB để có tốc độ làm việc cao nhất. Và tiếp tục, tiêu chí thứ tư là về bàn phím và dung lượng pin. Ngành kinh tế chúng ta sẽ phải gõ văn bản nhiều và việc nhập dữ liệu trên một bàn phím và hành trình ngắn thì rất là khó chịu. Nhưng mà không sao, hôm nay mình sẽ nói các bạn biết về dòng ThinkPad sẽ đáp ứng được việc đó một cách dễ dàng. ThinkPad là dòng máy nổi tiếng về phím từ lâu, được người dùng đánh giá rất cao bởi vì khoảng cách phím vừa phải, hành trình phím đều, hệ thống bàn phím mới còn được cải tiến với khoảng cách phím nhấn rộng, các phím nhấn bo tròn mang nét thẩm mỹ cao và tạo cảm giác gõ phím nhẹ nhàng và êm ái hơn. Thời lượng pin của các dòng máy cũ như bây giờ thì khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi vì hầu như pin cũng đều bị chai là một điều không thể tránh khỏi. Còn nếu mà các bạn cần pin trâu hơn thì có thể nâng cấp từ 6 cell lên đến 9 cell. Và tiếp tục, tiêu chí thứ 5 là cổng kết nối. Với các bạn sinh viên khối ngành kinh tế thì việc thuyết trình slide là điều tối quan trọng. Do đó mà việc chọn lựa các laptop có đầy đủ các cổng kết nối trình chiếu phổ biến hiện nay như là HDMI hoặc VGA và hoặc là có cả hai cổng này thì rất là tốt. Ngoài ra, nếu có cổng USB để tiện kết nối chuột, bàn phím ngoại vi hay mạng LAN hay khe cắm thẻ SD từ máy ảnh hay thẻ micro SD từ điện thoại cũng là một điểm các bạn cần lưu ý hơn. Như vậy thì bên trên là hầu như toàn những kinh nghiệm mà mình gom được khi mà mình trải qua để có thể chia sẻ lại với các bạn. Và hy vọng rằng là video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn chọn mua được một chiếc laptop phù hợp nhất với ngành kinh tế cũng như là công việc của mình sau này nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì đừng ngại để lại bình luận ở dưới video ngày hôm nay. Và nhớ like và subscribe kênh để giúp bọn mình có thêm động lực làm những video tiếp theo chất lượng hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.